Sau đại dịch Covid-19, hiện nay chính là thời cơ vàng để các nhà đầu tư thị trường bất động sản vực dậy nền kinh tế với những kênh đầu tư uy tín. Tâm điểm thị trường đang đổ dồn về thành phố phía Đông, quận 2, quận 9, Thủ Đức. Nổi bật là dự án Finnhomes Grand Park quy mô 271 hecta. Tôi nghĩ rằng với cái tốc độ phát triển hiện nay của các cái đô thị lớn kết hợp ba cái quận ở phía Đông mà thành một cái thành phố thì tôi nghĩ là cái điều đó là tất yếu. Không những riêng tôi mà tất cả người dân ai cũng mong muốn có một cái cuộc sống đúng nghĩa là chúng ta được sống trong một cái môi trường trong lành, nhiều tiện ích công cộng. Finnhomes Grand Park là đại đô thị thông minh, chuẩn quốc tế, hứa hẹn sẽ trở thành trung tâm dịch vụ, thương mại, giải trí mới tại phía Đông thành phố. Điểm nhấn là phân khu The Manhattan, trái tim phồn hoa của đại đô thị nằm tại vị trí trung tâm. Sở hữu đại lộ mua sắm, giải trí sầm uất, nơi hội tụ chuỗi boutique villa, shop house, biệt thự ven sông. Phân khu này có lợi thế khi ôm trọn đại công viên Finnhomes Grand Park 36 hectare có quy mô hàng đầu Đông Nam Á, thu hút lượng khách khổng lồ cho các hoạt động kinh doanh, thương mại sầm uất. Đà mã tầng của Finnhomes Grand Park trong thời gian vừa qua rất thu hút nhiều khách hàng tham gia đầu tư, vì khi mà sở hữu một cái sản phẩm shop house hoặc là boutique villa, khách hàng được nhận một cái sản phẩm là 3 trong 1, vừa có thể kinh doanh sinh lời cao, vừa có thể đầu tư dài hạn cũng được, mà nếu khách hàng ở đây thì có thể là cũng có một cái hưởng thụ một cuộc sống an nhàn sung túc với tiện ích rất là đầy đủ. Tôi chọn The Manhattan vì đại đô thị này được xây dựng một môi trường sống đầy đủ tiện ích như đại công viên, hệ thống trường học VinSchool, bệnh viện VinSmart, trung tâm thương mại Vincom, tòa nhà văn phòng cao cấp. Vừa qua, Finnhomes Grand Park đã gây bão thị trường với kỷ lục bán hết 10.000 căn The Grand Ball chỉ trong 17 ngày. Phân khu The Manhattan kỳ vọng sẽ tạo nên kỷ lục mới bằng sự kiện ra quân của 7.000 nhân viên kinh doanh. Đây là siêu phẩm thu hút mọi khách hàng và nhà đầu tư ở mọi phân khúc khi sở hữu đa dạng các sản phẩm với chính sách bán hàng hấp dẫn.